À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của mấy anh người Đức để đi chinh phục thế giới. Nhưng mà mình xem chừng cái nhiệm vụ của nó yêu cầu rất là gắt gre đấy. Kiểm soát 80 settlement các bạn nhá. Đây. Mà mình mới là kiểm soát được có 45, có nghĩa còn 35 settlement nữa, có nghĩa là gần bằng cái tỉnh thổ mà hiện tại mình đang kiểm soát nữa. Có nghĩa là chắc mình sẽ phải sang phía đông rồi. Tình hình là căng như dây đàn. Nhưng mà để xem nào đó. Chưa biết chiếm đâu nữa. Chả nhẽ đánh lốt mất mấy thằng dợ chỗ này đi à? Cũng được à, chỗ đấy cũng được 6-7 thành nhưng mà mình không thích lắm. Bây giờ đang băn khoăn và đốt được 35, hiện tại mình mới đốt được có 8 thôi. Ba mươi lăm province chúng ta mới kiểm soát được bùa 14. Thôi được, kệ, cứ từ từ. Nói chung cái nhiệm vụ của nó cũng không dễ đâu. Bây giờ thì chắc là cũng không có việc gì để làm hay sao nhỉ? Mình như lần trước mình đã đi hết rồi. Với căn bản là cũng không có gì nữa. Chắc là qua lượt đã. Cho tình hình xem nó thế nào. Nhà cửa chắc là xây dựng hết rồi. Có lẽ là thống nhất lốt mấy cái tộc Đức kia còn lại nhỉ? Để thống nhất hai tộc Đức còn lại. My people wish to offer you this gift. Đàm phán hòa bình. If you will take it. 8.000. Ai cần hòa bình vậy? Oh man. Gì này? Hai quân đoàn nó đập thành này của mình rồi. Thằng này hổ báo. Ơ, sao tỷ lệ thắng của nó cao thế nhỉ? Nó tiến vào từ hướng này à? Thời tiết thì tốt đấy. Cho mấy anh xe bắn đá đứng ở đây bắn thì chắc là không trúng quân mình được. À, chúng ta có cả hầm trông bẫy đá quận rơm đây rồi. Có Sword Master đây thì thằng nào dám làm loạn. Lùi sâu hơn tí nữa được không nhỉ? Ngoài hạn chế tầm nhìn của quân địch. Đã có cả công thủ Kaken Archer ở đây nữa thì sao phải xoắn? Trooped and ready. Fearless warriors. Mấy thanh niên này cứ đứng đây. Battle group ready. Ready. Trooped and ready. Thank you.
Hope lắm, thứ hay nhỉ, bọn Đức này nó có nhiều thứ hay thế nhỉ, nó hơi khác khác so với quân Rome. Cái này nữa, nó là cái gì? Chắc chủ yếu để chống kỵ binh. Nhưng mà cái này là phải quay ra ngoài nó mới có tác dụng chứ nhỉ? Ờ đúng rồi. Đá trông. Your orders. Kỵ binh campaign nhất của chúng ta đây rồi. Đội kỵ binh này thì lý thủ thành nhỉ. Thế thôi. Ballista. The artillery stands ready. Mà kiểu là cẩu vào quân mình. Nó có hai quân đoàn à? Ngon đi vào đây. It seems I have spent my life fighting. I pity this enemy, for they do not know who they face. Enemy reinforcements approaching. Tiến vào từ một phía. Ngon thì lên đây. Ngon thì cứ lên đây. Xe bắn đá bắt đầu ăn rồi. Our hidden units have been discovered. Trời ơi. Xe bắn đá nó ăn đủ. Kỵ binh của nó không xông vào được. Ở đây có bãi đá này. Dính trông này. Úi giời, dính trông chết nguyên liệu kìa. Bắn vào này. We have discovered the enemy's hidden units. Dính phải trông này. Xe bắn đá bắn vào đây đi. Mấy con ngựa của nó thì thấm được gì. Chơi cứ dạ luôn. Còn cái bãi đá ấy, nó giảm tốc, nó không thể di chuyển nhanh được. Giữ đội hình phòng thủ. Bắn vào đây. Ôi nó đông quân lắm. One of our units has used all its ammunition. Đông thì kệ nó chứ. Ngon thì cứ vào. Tụi chữ tên của mình hơi ít nhỉ. Là sao? Ăn được hết. One of our units has used all its ammunition. Ôi đông thế à, chạy ra đằng kia để bắn mình nhỉ. Ái giời ơi, trận này thì cung của anh đã búp rồi, tầm bắn 181 cơ mà. Mày mình trận này bắn cực tởm luôn đấy. Mày nghĩ mình dọa được anh à? Cung của mình bắn cực mạnh. 48 cơ mà, tầm bắn 181. Sợ. Thế
cánh phòng thủ này thì quá tuyệt rồi. Berserker còn chưa được ra trận đâu, vẫn chỉ là Warstorm đi thủ đây. Cung bắn thấm thế nhở. Chết sạch. Rồi bắn đá rừng. Cứ để cho nó vào. Ôi giời, quá strong chúng ta. Tốt. Ai giả ơi, đội tiếp viện của nó toàn quá strong này. Berserker này nó không mạnh để khi đánh lầy, nó chỉ mạnh. Đồng thế. Đồng thế này thả nào chúng nó dám đánh mình. Mày giỏi thế cơ à. Ôi chết rồi, cung của mình sắp hết tên rồi đấy. Đứng ở đây để cướp nhanh, nó còn mấy đội cung này thôi. Giờ là lốt mấy đội cung này nữa thì còn hết tên được. Chết mày. One of our units has used all its ammunition. Chết rồi, hết tên rồi. Hết tên, chính thức hết tên, kỵ binh tham gia nhất. One of our units has gone berserk. Chạy vòng ra đằng này tấn công cổng này à? Mấy thằng này nó không chịu vào à? Đứng ở ngoài này à? One of our units has used all its ammunition. Hết tên rồi. Chính thức hết tên rồi. 24 thằng tự nó. Chiến trường này. Gần quá dễ trúng con mình. Trúng nhỉ?
missile infantry! That's me! Quick march! Double time! Người đó. Vẫn bay qua đầu mà. One of our units has used all its ammunition. Ủa, sát đầu ấy. Ủa, ghê quá. Con này nổi điên này. Không rút được nó về nữa rồi. Lùi lại cho anh. Ta bảo chúng mày tiến sâu thế thôi. Swordmaster tiến xuống một tí rồi. Thằng này nó điên mất rồi. Không kiểm soát được rồi. Mất thêm một anh Berserker nữa. Bọn Berserker nó có cái đặc điểm nó nổi điên, mệt lắm. Đánh cái này thì nó ăn làm sao được. Germanic youth. Ủa, người ta không cần phải có mấy thằng Berserker cũng được. Đúng rồi. Nó đây bút tinh thần của binh sĩ khác. Biết ngay mà mấy thằng này lại nổi điên rồi. Nổi điên là nó lao xuống. Swordmaster không thể bảo vệ ở trong đó. Rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Lại phải tiến xuống để bảo vệ mấy thằng Berserker. Địch nè. Rồi lại đi em ơi. Mà cái điên làm cái gì biết. Nó nổi điên đánh không kiểm soát được. Mình không điều khiển được nó nữa rồi. Điên bố rồi, không điều khiển được. Điên có cái hay của điên nhưng mà nhiều lúc mệt lắm. Hỏng hết cả chiến thuật đấy. One of our units has used all its ammunition. Xong. Mấy con dợ, con lợn này đòi đánh nhau mình. Ủa mấy đội quá strong mình. Quá strong mình đánh lì thật. Đánh hết cả tên. Đây rồi, phải dùng cái đội Italia cái đội Cavalry này. Sốc cho nó mấy phát là chắc là chúng nó dẻo. Mất ngáy rồi. We are the dark forest. The enemy general is dead. Tướng chết rồi. Úi giời ơi, thắng được trận này đúng là kỳ tích kìa. Heroic victory không nhỉ? Có chứ, đương nhiên là phải heroic victory chứ. Mỗi tội một đội Berserker của mình nó nổi điên không thể kiểm soát được. Thì là rút nó về tuyến 2 được. Nhưng mà chơi thế nó mới vui. Chơi nó phải đôi khi bị mất kiểm soát. Làm đôi khi trên chiến trường người chỉ huy không phải lúc nào cũng mệnh lệnh cũng là tối cao.
khi mà có cái đơn vị quân nó không kiểm soát được. Thực sự trong thực tế cũng có những vấn đề như vậy, cho nên là đánh như thế này nó mới thực. Chứ còn binh sĩ không phải lúc nào nó cũng chấp hành 100% mệnh lệnh của chỉ huy đâu. Nói chung là chơi cái kiểu có mấy thằng điên điên cũng có cái hay, nhưng mà hơi mệt thôi. Ai dạ, ai dạ. Success 75, duy trì 75 units, 8 province, trừ chi ban, trừ điểm ảnh hưởng à. Mày hà bưởi mày. Xây cái nhà thờ là yên ổn hết. Ây da, chị An còn là cả vấn đề. Mỗi vùng này chị An thấp vãi thế nhỉ. Chị An nó thấp quá. Bây giờ mà mình đánh ngay thì lượt sau nó nổi loạn mất. Ready for battle. Hey. Vùng này nó có mỏ vàng, mỏ sắt, dầu vãi luôn. Cần có thời gian để ổn định chị An các vùng này. Chưa tiến quân ngay được. Chưa tuyển được đội kỵ binh à? Chưa tuyển được đội kỵ binh. Ơ, đội lính kiếm đánh thuê này mạnh ghê nhỉ? Giáp 100, máu 65. Máu 65 này. Lính speed này. Phòng thủ cận chiến tận 60. Đây là chỉ số ban đầu thôi, khi vào quân đoàn nó còn mạnh nữa. Đây là mấy anh Đức thì không tính. Come, sit, share my fire. Warriors all. Không có thì mua kỵ này tạm vậy. I am ready. 2 đội nữa. Tên sắt bạc rồi kìa. Your orders. Hạm đội tốn kém ghê nhỉ. Recruiting more ships for the tribe. Mà phải chơi tí cho nó rực rỡ chứ. Có lực lượng hải quân đánh nó mới rực rỡ. Thằng Ai Cập nó vác thuyền ra tận đây làm gì? I will listen with all respect. Tos has aided our deliberations, but alas, his aid was not enough, and I. Sắp có chiến tranh ở đây à? Thanh niên dợ chiến được hai thành. Stand! You have further orders? Kill them all! Yeah!
Những quân đoàn này sau khi tiến xong thì có lẽ là còn phải sang khu vực Trung Đông nữa rồi. Không tránh khỏi. Chắc là không tránh khỏi việc phải sang Trung Đông rồi. Chưa thể tiến quân vội xuống dưới này được. Từ cấp 7 đấy, không phải tướng cùi đâu, quân đoàn cấp 4 mà. Bình tĩnh. Can I finish my wine? Hôm nay âm 6. Chưa thể tiến quân ngay được. Chị An vẫn đang tụt như này, đang vào mùa đông. Các bạn đây nó khác văn hóa với mình, không thể tiến nhanh được. Khử mấy thằng này cho anh, mấy quân đoàn mới thành lập chuẩn bị khử mấy thằng này cho anh. Ây da. My friend, be welcome. The spirits of this place smile upon you. Từ từ. Chưa vội vàng được. Bây giờ mình đánh sang bên kia không có quân nhỉ? My people do not like luxury. Nó đòi đồng minh mình lại bắt mình chi tiền, thằng này vãi trưởng. Mấy thằng này ảo tưởng sức mạnh thế. Hiện tại mình đang có hai quân đoàn, một khu và quân đoàn đóng ở Hy Lạp và quân đoàn đóng ở Ý. Hai quân đoàn này sẽ giải quyết nốt cái khu vực ban căng còn lại. Dù sao mình cũng nhiệm vụ phải giải quyết chỗ đấy. Vãi nhờ, chị An vẫn đang tụt này. Cái này cộng với tất cả các công trình. Cái này cộng 10 vào nông nghiệp. Đây vùng này vẫn toàn văn hóa Celtic. Bây giờ mình phát quân đi phát là nổi loạn ngay. Chưa thể mất, chắc phải mất vài lượt nữa thôi. Mà lương thực của mình cũng phải xem chừng nhé, hết dần rồi. Đang hết dần lương thực rồi. Chúng ta có 3 vựa lúa mì ở 3 vùng này. Đầu tiên nâng cấp trước ấy. Tường thành cấp 4 rồi. Chắc chưa lên được. Không có đủ lương thực để lên.
bổ sung thêm lương thực. Bây giờ mình join với mấy thằng này à? Đúng không nhỉ? Thoải mái. Welcome. We will talk and then we will feed. Thêm tí tiền nữa chị. I fear our ancestors' unhappiness if I accepted, generous as your offer seems. Về với đội của anh. Xong. I will take word of our agreement and put it. Về với đội của anh luôn. Một công trình này là được rồi. Thêm cái ruộng nữa đây được. Hai công trình cộng đồng. Vùng này thì văn hóa Đức thì mạnh rồi, không cần phải nhiều nữa. Ready for orders. Bổ sung thêm cho phe các phe này thì phải. Wow. Bổ sung thêm mấy phe đấy vài tướng lĩnh. Rồi tiếp thằng còn lại. You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we have talked. Chưa chịu. Trừ 10 điểm do chúng ta join cái thằng nó đích trên này rồi. Kệ chứ. Thống nhất lãnh thổ đã. Không tiến quân được. Chị An đang giảm. Cánh quân bên đấy tạm dừng. Cánh quân bên này bắt đầu. Can I finish my wine? Lượt sau là đánh được à? There is much glory to be found on the field of battle by the moon. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Gold freely given and gratefully accepted is a blessing from the gods to all in. Bình tĩnh. Our warriors. Bình tĩnh. Your word. Hết sức bình tĩnh. My people do not like luxury, but money. Chúng ta success rất nhiều nhiệm vụ. Lại có một sự ố uế gì đây? Có một nhóm trong Boston của chúng ta đánh lộn với nhau à? Cho chúng nó đánh nhau xem nào. Mấy thằng khỉ này thích đánh nhau à? Chúng mày thích đánh nhau, cho mày đánh nhau. The blessing of the Olympians upon you. What then do your noble people desire of us? With these words, you bring joy to my heart and hope to my soul. Can I my thanks. Today is a good day to die. Quánh ngay lập tức. À ôi, nó toàn lính Ilian đời cuối này. Cái này nó không nhiều kỵ binh, có hai đội kỵ binh nhưng không mạnh lắm.
Nó có cái lính đời cuối. Khử, mấy con ngựa nó tí xong rồi. Sword Masters, warriors of Germania. Ready. Warriors ready. Grouped and ready. Burn them. By your command. Grouped and awaiting orders. Noble riders. Battle group awaiting your word. Sword masters. Fearless warriors! Ready to rain down death! Sword masters! Our prayers have been answered! The day of battle has finally come! We shall not dishonor the gods by failing them! With sword, spear, and bow, we shall bring down the enemy! Make ready! Berserkers! For Germania! Kill! 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 Missiles awaiting targets! Quick, march! Warriors ready! Doors to command! Quick, march! We have discovered the enemy's hidden units! Alista! Nó có hai đội kỵ binh cơ mà nhỉ? Đội nữa đâu? Turning in our favor. Berserkers! Don't break formation! Noble riders! One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. Binh của mình phòng thủ trận chiến châu đó. Swords. One of our units has gone berserk. Ngại điên cuồng chém chết à? Nhiều lúc mệt mấy cái thằng này lắm. Thế à? Đến đây cuối mà. Sao bỏ chạy nhanh thế? Cái đội spy kia của nó là lính đời cuối đấy chứ. Có vẻ không bắt nạt được mấy anh Đức rồi. Mà quân đoàn này quân đoàn cùi chứ. We love the open road. I want their heads. Đây mình còn một quân đoàn đóng ở đây nữa. Tương cấp 4 rồi cả. As you request. Oh father, be praised. How can I help? Xong rồi, nó hết quân rồi. Will escape. Lay siege to their hovels.
Thằng Athen nó làm cái gì mà nó cho một quân đoàn đóng trên đất của mình? Ơ! Đánh auto kiểu gì đây? Mất sớm một đơn vị quân này. Lúc nó auto ảo lòi thế nào ấy. Không khéo lại chết nốt hai thằng berserker lại không? Họ tu linh tinh thật. Chiến. Vớ vẩn nhỉ? Bao nhiêu rồi? 9. Chúng ta còn một quân đoàn đóng ở đây dự bị à? The blessing of the Olympians. May Hermes bless us both. Rồi, có cái thằng này là mình chưa nhìn thấy này. Thằng trên đảo. Hết lương thực rồi. Trong khi cánh bên này bây giờ tạm ngưng chưa thể tiến được do cái vấn đề văn hóa của chúng ta. Vấn đề văn hóa. Trừ nhiều lương thực lắm, mà bây giờ thì mình chưa có đủ lực. Chưa có đủ lực. Nhập vào từ công nghiệp này. Vùng này nguyên công nghiệp đi. Cho nó khỏi trừ public order của mình xuống. Tăng thu nhập Livestock nông nghiệp à? Căng nhỉ, tình hình rất là căng. Những berserker thì làm loạn kinh quá. Ôi dồi ôi, chưa thể tiến quân được. Kinh tế thì cũng khá rồi, nhưng mà thằng này chiến tranh với cả một cái khu vực này mà nó vẫn sống được, giỏi thế. Bọn này chiến tranh loạn xạ. Tiến sang đất ở Trung Đông nó không chiếm mà chỉ cướp bóc nó lại rút quân về. I dare not ask much for my people. Mình phòng thủ. Cũng được.
cho mấy thằng Athen đấy nó đấy. Cướp bóc ở đâu nhỉ? Đánh tàu lao kiểu gì đi mất một đội berserker của mình. Chưa có nhiều lương thực để chúng ta nâng cấp các công trình. Vẫn phải cố gắng chờ thời. Bắt đầu tăng trưởng lại rồi nhưng mà cộng 5 thì chưa thấm được. Vẫn phải chờ, vùng này chắc vẫn phải đóng băng chiến trường một thời gian nữa. Ê, còn cái thanh niên Đức này nữa này. Sao chưa chịu roi với anh? You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we have talked. I cannot agree, even though the ale calls and the food smells. You speak well, but I fear the spirits do not approve. I will listen with all respect to the word. Đồng minh phải đòi 8.000 cơ. For your agreement, the thing. As long as. Ai chà. Đồng minh nó phát là mình mở hết được cái chỗ này ra đấy. Ô, cái thằng Châu Phi này gớm nhỉ? Chiếm được cả cái giải đấy cả. Dưới này không biết thằng nào kiểm soát nữa. Ai Cập thì nó mới kiểm soát được đây. Ủa, Ai Cập mạnh lắm. Tối này ngon rồi. Auto này mấy thằng berserker này hay chết á. Khỉ thật. Mình như thêm một thằng này à. Mới bổ sung thêm cho nó một tướng. Tướng nữ cũng mạnh phết này. Lực lượng là khá đông. Rồi giải quyết cái chiến trường chỗ này đi. Thằng kia nó đang là đồng minh với mình mà bây giờ mình chiến tranh với nó này thì chết đi à. Cái thằng còn lại một cái thằng Iria ở đây nữa. Nhưng mà chiếm lốt chỗ này thì cho nó giải quyết gọn khu chiến trường này. Ban đầu thì mình cứ tưởng là đồng minh là được, nó bắt để chiếm đất này thì điên thật. Bắt mình phải sang Trung Đông nó
Kinh nhỉ, phá nhà mình ác thế. Không có đủ lương thực để mà nâng cấp nhà. Ô khỉ thật, thằng này nó chiếm được cái vùng này rồi. Mình chậm chân rồi. Mình bị chậm chân rồi. Chiếm hết, đã thế thì chiến tranh tất. Mười lăm cơ mà, cộng 15. Ủa nói không cộng 12 rồi. Có thể bắt đầu rút quân đi được rồi. Đông quá lắm, lực lượng của chúng ta còn đông. Ây da. Perhaps, and I ask with all. Rồi chúng ta sẽ đồng minh với mấy thằng Hellenic này. Chưa phải lúc. Chưa phải lúc. Ít nhất mình phải kéo quân sang đấy đã thì mình nên đánh nhau với nó chứ. Rai này. Mua quân tiếp đã. À, đó, cho thuyền bơi ra đây. Để chơi mình. Bơi thuyền ra đây là nguy hiểm rồi. Định tấn công vào thành này của mình đấy. Nếu mà mình tấn công nó là không được rồi. Đây rồi. Từ đã. Giải quyết tốt khu vực phương Bắc này. Quân nó đi đâu hết rồi? Sao có mỗi cái thuyền củi đây? Bắt buộc phải cướp một phát.
Mình không có cái công trình này nhưng mà mình có thể sửa được. I am ready. All father be praised. None will escape. Nó chả có quân cái này nữa rồi. Có vỏ sắt. Vùng này sắp loạn rồi. Bắt buộc phải đánh hai trận liên tục này. Đóng đây đi. Chị An vào đấy nó hơi kém. Này đỡ hơn. Ô, cái thằng này hết thành rồi à? Đúng rồi, nó hết thành rồi. À đây, nó còn một thành ở đây nữa. Hy vọng nó phản công được. Trung thành âm 3. Trung thành âm 7 này. Cho nó đi làm ngoại giao tí là tăng ngay cái gì. Căng nhất là mấy thanh niên này nhỉ? Bây giờ mình bắt buộc phải chiếm hết đất rồi. Thế là vẫn phải đấm nhau à? Thằng nào mình phải đánh à? Đảo Anh thì... Đảo Anh thì nó là đồng minh của mình rồi. Mình không muốn... gây chuyện ở trên đảo Anh này nữa. Ôi lương thực của mình tụt ác quá. Nó vẫn âm chết tòi. Hay xây công trình này nhỉ? Nó cũng đỡ lương thực hơn. Chị An nó cũng tăng. Khó nghĩ quá. Warriors all. Khó nghĩ quá. Chờ lượt nữa mới qua được, giải quyết được. Ây da. The sword was drawn, but now it's bloody. Perhaps, and cũng được. Mấy thằng Athena theo này. Ai à, đánh nhau cả mấy thằng châu Phi. Nó cứ giả đó mình đánh nhau mấy thằng châu Phi ấy, quá nào nhỉ. Bình tĩnh đi xem nào. These insolent fools need silencing. Will your might... Bình tĩnh, bình tĩnh. Hmm.
tế của mình thì rất là mạnh. Ơi già, mo cả lên đất của mình cơ. Thằng này liều thật. Can I finish my wine? March! Now! I am ready, as you request. To travel is to be free. King. I live to serve my people. Nó chơi kiểu này nó hơi lầy đấy, nó khó mình rồi này. Khó nhỉ, thằng này nó thân với mình như này mà bây giờ mình đập nó à? I look forward to your wisdom, but I trust you will not object to a cup of wine. You trouble me, but we will do. Very well. We'll hunt different. Speak quickly and well. Bỏ lốt speak ill slowly and I may feed your tongue to the dogs. Rồi. There was no. Sắp thù địch đến nơi rồi. Come, come. Let me hear your talk. I will. There was no. Chúng ta cần vài lượt nữa để đảm bảo là đỉnh ngoại giao của mình với mấy thằng này. Welcome, welcome. In a spirit of Olympia, you speak. May Hermes bless us both with skill. I am impressed that you have spoken. Thằng này có hai đảo cả. Thế lực nào ở đây mà đông thế? Ôi, nó tôi là trải dài từ đây đến đây cơ. Các cha thế quái nào mà lưu lạc đến tận đây được? Cuộc chiến ở Trung Đông sẽ là hơi vất vả đấy. Cuộc chiến ở Trung Đông. Thế là mình sẽ buộc phải đánh sang Trung Đông rồi. Trời ơi. I dare not ask much for my people. Đồng minh quân sự. Đến giờ này thì vẫn phải đập nhau rồi, nhưng mà mình không đập nhau với thêm mấy thằng Athens được, bởi vì là chúng nó có cả một cái liên minh ở phía đông rất mạnh. Rồi. Rồi hỗ trợ lương thực cho toàn bộ lãnh thổ cộng điểm ngoại giao với tất cả các faction. Được rồi. Mình đang chờ xem thằng này liệu nó có chiếm được cái làng này không. Nếu nó chiếm được thì sẽ có một cuộc phản công ở đây. Tuyết chiến thì sẽ bị trừ điểm ngoại giao nhỉ. Mà không tuyên chiến thì cũng chẳng có cách nào. Oánh. Cho chúng nó ở trong thành cho nó ra. Không tuyên chiến mình cũng không có cách nào. Không có cách nào. Ôi, nó dạt quân trên đồng bằng. Mấy thằng Berserker này mệt thật. Nó nổi điên nên là mình mất đơn vị quân. Chẳng qua cho nó vào cho nó gọi là vui. Không chơi nguyên Soul Master hay hơn. Soul Master. Trời toàn mưa này. Ôi, xong rồi.
mưa thì không bắn đạn lửa được. Don't break formation. Battle group awaiting your word. Infantry ready. Battle group ready. Grouped and waiting. Khartoum millet. Grouped and waiting. My proud warriors. Today we have the chance to die. Enemy reinforcements approaching. For the glory of our home. Tiếp viện từ bên sườn mình. Swordmasters. Đứng đây thôi. Archers. At the double. Warriors ready. Nietes. Noble riders. We serve. Orders. Germania. Honor. Tiếp viện của nó đằng kia mới là đông nhỉ. Noble riders. Bắn mặt khung của nó đây này. Úi giời. Ai chả, cái viện đông thế. We have discovered the enemy's hidden units. Noble riders. Swords. Tấn công. Liều thế, tông thẳng lên thế cả. Bắn vào đây. Tông thẳng vào đây, không phải gì phải xoắn. Không vấn đề gì về đội trưởng. Bắn hết. Bắn các đơn vị tầm xa đó. Phê con đá rồi. Noble riders. Advance at speed. Mình nghĩ là thôi thôi chứ bắn đá. Điều nó chết rồi. Thôi rồi dừng chứ bắn đá. Orders. Riders forward. Swordmaster. Ôi ô. Chạy lì thế nhỉ. Swordmasters. Ủa,
Kill, kill, kill! One of our units has gone berserk. À, điên cuồng chém giết. Ready for battle. À, berserker mình nó đang điên cuồng chém giết rồi. Đá này cứ để đội kỵ binh nó lùa. Ồ. Thằng này nó bị điên này, không điều khiển được. Tấn công ngay đội tầm xa của nó. Wow, trận này kinh kinh thật. Germanic Warriors. Wow, mình không nghĩ là đánh ghê ghê thế này. Swordmasters. One of our units has gone berserk. Lại điên cuồng chém giết này. Ừ đã, suy sát bớt cho nó để công thành đã vất. Một quả đứt này nó tấn công kiểu sốc này mạnh ghê nhỉ. Hop lít tê. Úi dồi ôi. Kinh nhỉ. Kinh quá. Rất là mệt rồi. Sons of Woden. Son of Woden. Đứa con của thần chiến tranh. Nặng đuổi chậm quá. Xong rồi, chỗ này còn được vài thằng. Lùa bằng hết. Kỵ binh của Sigo này, Chagamanot của nó cao thật. Như vậy thì nó có thể làm cả sốc kỵ lẫn cận kỵ được. Tự cùng vác kiếm với nhau.
Rồi kết thúc trận này đi. Ôi ồ, nó 4.700 quân mà mình trận này thương vong nhẹ thế nhỉ. Nó chết hầu hết quân đội rồi. That is impossible. Thầy của nó hết quân luôn. Quân thủ thầy hết luôn. Xong. Cướp phát đã. Ấy. Làm nhiệm vụ. Mất một cái công nghiệp lúc cướp này mệt thật. Chuyển đổi sang các cái đền thờ này thôi. Tiền là ít đi một tí nhưng mà đỡ tốn lương thực. À, vùng này nó mạnh về công nghiệp không à? Đúng rồi, đây này toàn công nghiệp. À, giao thương. Cái đâu? Đây, cái này có công nghiệp. Không, mình hết lương thực mất. Giao thương, nông nghiệp. Cái này là nông nghiệp này. Không có cái công trình nào về giao thương cả. Cái này rõ ràng là công nghiệp rồi. Thế này. Công nghiệp. Đền thờ công nghiệp thôi. Công nghiệp thôi. Còn bị hết tiền chết đó. Cái này là cái gì? Giao thương. Nông nghiệp. Cũng khó nhỉ. Vùng này chắc chắn phải là nông nghiệp và công nghiệp chứ. Thôi giảm bớt một tí cái lương thực xuống. Vùng này thì chắc chắn là công nghiệp hết toàn bộ. Vùng này thì chẳng có cái gì. Chuyển sang cái này cho đỡ tốn. Cái công trình này thực ra nó tăng vào thuế, thu nhập từ tất cả các vùng, không tăng cụ thể cái gì. Xây cái này nó đỡ tốn lương thực. Mệt quá. Công trình này phải lên mắc à? Thanh niên này vẫn chưa chịu, sắp chịu rồi. 28 tăng rồi. Phải để cho cái vùng này nó ổn định đã. Quân hồi phục chưa đầy. Đánh nhau hết à? Bây giờ mình phải đánh nhau tất à? Thằng nào cũng đập à? Ôi trời ơi. Sao cái nhiệm vụ quái oăm thế nhở? Bắt chiến 80 thành vùng, chứ không chiến dịch nào mà quái oăm chứ nhỉ. Phần lớn với chiến dịch ta chỉ bắt là đồng minh quân sự là được rồi.
nó không ghi là chúng ta hoặc đồng minh của chúng ta kiểm soát, mà nó bắt mình phải kiểm soát 80 tỉnh, 80 làng mà thành phố. Nhưng nó đau đầu. Gửi thư đen tống tiền mình. Cái vùng này nếu mà chuyển nó sang công trình này thì mình lại có lương thực ngay. Đây là nhiều lương thực hơn. Ồ, chuyển này đi cho nó lành. Vẫn tăng văn hóa, vẫn có tiền, vẫn lưng vào cái này. Làm nào cho nó cân bằng, trừ những cái vùng tuyển quân. Những cái vùng này văn hóa Japanic nó cao rồi, cần quay. Trận chiến cuối cùng, thằng này dẹo rồi. Không dám đánh vào đây à? Welcome. We will talk and then we will feast until our guts rumble and our backsides ache from overuse. A spirit. Thiếu một tí tiền nữa. Tiền được. Welcome, worthy friend. Let us break bread and drink ale before words pass our lips. The gods will rejoice at the words we have spoken today. You honor us with these terms. Ready for orders. Quân đoàn này à, cho đi đánh trận đi đã, để nó lên rank. Đừng có chết đơn vị quân nào nhé. Quân này nó cùi cùi mà. Quái nào mấy anh Berserker vẫn bị thương. Có mấy anh Berserker đánh auto khó nhỉ. Hết lượt đi rồi. Xong phim. Cái vùng này nó giáp với cái vùng này nên nó được hỗ trợ lương thực. Vùng này nó có cái công trình này, nó sẽ hỗ trợ lương thực cho tất cả những cái vùng liền kề với nó. Thanh niên này à, nó chạy vòng đến đây à? Có khả năng nhỉ. Phía này thì hơi khó. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.